Xin chào cả nhà, món ngon mỗi ngày, món ngon mỗi ngày. Cả nhà ơi, hôm nay bé Thủy đổ bánh xèo nữa nha cả nhà. Bữa giờ mình mua cái khuôn cả nhà, mình đổ là hai lần bánh căn rồi, thất bại. Bây giờ lần đây là anh Google chỉ nè cả nhà, đó. Bây giờ là lần đây là làm cách anh Google chỉ nè nha. À. Nhất quả tam ba lần, nếu không được nữa là thôi, mình đi... Cái này là máy máy xay nha cả nhà, mình xay bằng máy máy xay sinh tố ở nhà á. Chứ còn ở đây không có ai xay bột hết. Rồi, bột bánh căn, bột bánh xèo. Nếu bánh căn được là bánh căn trứng cút tiếp nha cả nhà. Hôm nay là mình sẽ đổi hướng, mình đổi là đổi bánh xèo bò. Bò. Bò mình làm chín luôn. Tôm mình làm chín luôn. À. Rồi, bây giờ hành đây nè là để mình ăn bánh căn. À, nếu mà được bánh căn thì ăn, còn không được thì thôi. À, mình phi hành chút, phi hành đây, mở hành đây. Rồi mình đang là nấu nước mắm đây cả nhà. À, cả nhà thấy nấu nước mắm không? Thơm, cà chua, bầm nhuyễn. Rồi cả nhà muốn bỏ ớt thì bỏ ớt nha, tùy ý nha. Chút nữa mình bầm ớt mình bỏ vô, chờ nó nguội nguội mình bỏ ớt vô nha cả nhà. Đó, bây giờ mình đang nấu nè, chua chua ngọt ngọt. À, mặn mặn mà nó không mặn như là cái mắm giả của mình nha cả nhà. Nó mặn mặn sơ sơ thôi cả nhà. Đó. Sôi lại là tắt bếp. Bắt đầu nó hơi nguội nguội, bầm bớt bỏ vô nữa là xong. Là xong cái món mắm nha. Rồi giá đổ bánh xèo. Rau ăn rau xám. Rồi bây giờ mẹ con đi tiến hành nhen lửa đổ bánh xèo. Hai mẹ con làm tiếp tục 3 lần.